Thưa quý vị và các bạn, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của huyện ủy, ủy ban nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể trong huyện, huyện đoàn Tumarong đã tuyên truyền vận động hỗ trợ triển khai nhiều mô hình kinh tế, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đoàn viên thanh niên ở địa phương. Cùng với việc triển khai các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Tumarong đã tích cực thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn đầu tư và tổ chức các mô hình liên kết trong phát triển kinh tế để tăng thu nhập. Mô hình liên kết trồng sâm Ngọc Linh của đoàn viên thanh niên thôn Lộc Bông, xã Ngọc Lây được triển khai thực hiện từ đầu năm 2021 với sự tham gia của 8 thành viên. Thời gian đầu triển khai mô hình gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn vốn. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức đoàn và các cấp ngành tạo điều kiện về vốn vay, đến nay mô hình đã đi vào ổn định, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên tham gia mô hình. Được sự quan tâm của Ban Thường vụ huyện đoàn, Ủy ban nhân xã, Đoàn ủy xã, sự tạo điều kiện của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho chúng tôi vay rồi phát triển cái sông Ngọc Linh. Hiện tại nhóm chúng tôi gồm 8 thành viên với tổng cây được phát triển đã được phát triển trên tại vườn là khoảng 2.000 cây. Qua đó chúng tôi cũng chia sẻ những kinh nghiệm cách chăm sóc trồng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã để cùng nhau phát triển kinh tế. Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn triển khai thực hiện một số mô hình về thay đổi những cách làm, trong đó có mô hình phát triển về kinh tế như cây cà phê, rồi hiện triển về dược liệu, sâm dây, sâm Ngọc Linh. Qua những nội dung đó thì đoàn xã nhận thấy đoàn viên thanh niên đã học hỏi được từ mô hình và nhân rộng, qua đó cũng đã góp phần tạo công ăn việc làm cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế, các cấp bộ đoàn trong huyện tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn đoàn viên thanh niên từng bước thay đổi những phương thức, tập quán lạc hậu trong sản xuất chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Gia đình chị Y Điều ở thôn Tu Mơ Rông, xã Đắc Hà, trước đây chăn nuôi bò theo hình thức thả rông nên thường bị bệnh tật, ốm yếu, hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi được tuyên truyền hướng dẫn, gia đình chị đã làm chuồng trại để chăn nuôi, đồng thời tận dụng diện tích đất để trồng cỏ voi, cung cấp nguồn thức ăn cho đàn bò. Từ đó đàn bò luôn khỏe mạnh, béo tốt. Ngoài ra, gia đình chị còn nuôi thêm cá, gà, vịt, kết hợp trồng mì, cà phê, đã giúp gia đình chị có nguồn thu nhập ổn định với hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Từ năm 2012, hai vợ chồng em bắt đầu chăn nuôi kiểu hình thức thả rong. Đến năm 2016, nhờ hướng dẫn của đoàn thanh niên, hai vợ chồng em chuyển đổi nuôi theo cách nuôi nhốt chuồng và lại trồng ít cỏ để cải thiện bữa ăn cho bò, cũng nhờ vào đó cũng tăng thu nhập cho gia đình. Trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong phát triển kinh tế xã hội. Điển hình như tổ hợp tác cùng nhau phát triển của đoàn viên thanh niên ở xã Ngọc Lây, xã Tê Xăng, Măng Ri và xã Đắc Hà. Qua đó giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức được cách phát triển kinh tế xã hội không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước, chính bản thân tự vươn lên trong cuộc sống, góp phần nhỏ cùng với huyện nhà làm thay đổi nếp nghĩ cách làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi đây vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới huyện đoàn Tumarong sẽ tiếp tục nhân rộng những cách làm hay, mô hình kinh tế có hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên trong huyện thay đổi nếp nghĩ cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, giúp cho đoàn viên thanh niên tự vươn lên trong cuộc sống. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện.